Chào nhà nhé, chào nhà lại kênh YouTube của Vigo TV. Thì mình đi ra sông như xuân ở nhà. Mình nhà năm mới đang cam thịnh vượng, năm mới dồi dào sức khỏe nhé, năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc, và năm mới luôn thành công trong công việc nhé. Đây mình đi ra sông như xuân ở nhà. Đây du xuân này nha ơi, thả lưới rất là vui chân luôn. Và mình quay review ở nhà, góc trăm nước rất đẹp, màu đá rất đẹp nha nha, dáng rất đẹp luôn. Được không anh? Lúc đó ra lúc ta nước đông cửa đã nhậu bên đây trong đây thả lưới nhậu đấy nữa đó. Wow, có cái đá không anh? Có. Đẹp luôn. Đi du xuân. Wow, cái nướng nướng sắt cá rồi, biết nướng nhậu xì rồi không? Nhậu muối rồi. Đất nước rất đẹp luôn. Có hoa nở màu vàng hết. Đây nhiều bạn trẻ ra sông du xuân này. Mùa xuân trăm hoa đua nở này nha, rất nhiều hoa nở và sông màu vàng rất đẹp luôn. Giờ mình xô thác nha nha, nhà tiêu chân mình nhé. Đây thác nối đuôi nhau 4-5 cái thác luôn rồi nha, còn nhiều lắm. Bờ sông màu vàng đẹp. Mình một tay chụp thuyền, một tay quay máy mặt ơ luôn rồi nha, làm cảm nhé. Rất đẹp nha nha. Đây bún là đang thi lập hả nha, vì nó ra hoa rất đẹp. Bên trong đây ngầu nhậu nhức nách luôn rồi nha. Ra sông không khí trong lành. Sông thật là bình yên rồi nha. Cả nhà Tết cả nhà đi du xuân những nơi những bạn đang làm rất đẹp luôn, cái xe trên YouTube rất đẹp luôn. Mình đây không cánh bờ sông rất đẹp luôn, tới mùa hoa rất đẹp.
Trời xong á cả nhà, không khí lạnh bây giờ. Ngọn núi xong nhìn lên ngọn núi rất đẹp mà nha. Đây là sông Ba Gia Lai, dòng sông chảy ngược nước nguồn từ tỉnh Kon Tum đi qua Gia Lai và con sông này khá rộng luôn. Trên này người dân trồng mía này nha. Rất đẹp nhé nha. Vui nè. Rồi, lại đứng chụp hình đẹp nhất nách nha. À, có những tay chăm nước. Chăm nước nó lồi rỡ lên rất đẹp. Rất đẹp nha nha. Rồi, đó mình thả lưới được được nhiều cá rồi nha. Tết cá nó không đi ăn Tết đó, mình thả lưới cho cá. Đấy, cầm rất đẹp nha nha. Và cầm tay quay, mỗi tay quá. Thả lưới rất đẹp luôn. Những cánh đồng mía mình thả lưới hái đều luôn. Xong năm trước rất đẹp nha, tháng mùa hoa là được bình nở đó trong rất đẹp. Nhà theo chân mình nhé, mình phải khác rất nhiều nha. Nó có hoa nữa màu vàng hết, nghĩ khác không này. Đi ngao du sông Tý, đi du sông. Lúc trước đây bờ sông phải cối không, người ta dập tắt trong kêu. Chị mình đá mòn, đá cũng mòn luôn. Đây là có một nát nữa nhẹ nhàng. Cát này nó rất đẹp luôn.
đóng coi vô kia sẵn mình cái mình quay vô sống được rồi nha. Mình xuống mình quay ngược lên khác này ở dưới kia khác nào khác nhiều mà nha. Mình rất nhiều các nước để tìm người vui buồn nước chảy nhé nha, nó rất đẹp nhé, hoa nở màu vàng. Nước rất cạn, mình đâu được. Dưới đây còn ngọn thác rất đẹp luôn. Khá đẹp như nha. Wow, cái coi này dáng rất đẹp nhé nha. Mình coi được rì á, mình sẽ cho tìm review cái góc gì đây rất đẹp như nha. Wow. Ngóc đầu lên. Rồi mình sẽ đi thả lưới nha nha. Nha chụp cho mình nhé. Luffy, Luffy đá không? Luffy to. Wow, đang. Wow, chiến vô che coi luôn rồi.
hai con chỗ luôn à. Tụi mày đây gì là nhậu nhất nát chú. Wow, có phi nữa. Bò nhiều hả chú hề? Wow, người đấy trong có anh mối hề. Dạ, thả có chỗ thả đông mà dần nữa. Wow, hấp dẫn. Wow, này to này. Như làng đá. Như bằng tay. Làng nước. Hai con chỗ luôn. Cái này bầm sen rất ngon nha. Hai em dính một chỗ luôn. Rất hấp dẫn á. Cái đây xay vô nó canh nên rất ngọt nha nha. Wow, rất đẹp. Xung quanh rất tự tin luôn. Sách sách đi đâu, tập trung nhậu đông ghê. Khác cả. Cá nướng nước chấm khôi chấm ớt rất ngon nha cả nhà. Còn vì bên đây là xây nấu canh còn nhức nách luôn. Cá nấu như rau giống này rất ngon nghe nha. Đây kết thúc.